Xin chào tất cả các bạn. Có rất nhiều bạn đang thắc mắc là chúng ta nhận được hóa đơn của nhà cung cấp gửi cho công ty các bạn nhưng mà bằng file XML. Thì đối với file XML này, chúng ta sẽ không thể click để mở ra để đọc được cái nội dung hóa đơn đó được. Phần mềm iTaxer sẽ thông báo là tệp hồ sơ không đúng định dạng. Như vậy để mà đọc được file XML của hóa đơn thì hiện nay Tổng cục Thuế đã ra một chức năng là đọc hóa đơn XML ở ngay trên trang hóa đơn điện tử .gdt.gov. Khi chúng ta truy cập vào trang hóa đơn điện tử .gdt.gov.vn thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được phần đọc XML. Do đó các bạn phải kéo thanh cuốn sang bên phải. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy được mục là đọc hóa đơn XML. Các bạn đặt con chuột vào, từ đó chúng ta chọn vào duyệt file. Các bạn chọn đến file hóa đơn XML mà chúng ta cần đọc, sau đó nhấn Open. Lúc này phần mềm sẽ đọc cho các bạn file hóa đơn điện tử của nhà cung cấp gửi cho công ty các bạn dưới dạng file XML. Và hóa đơn file XML này chúng ta sẽ phải lưu lại để sau này chúng ta sẽ quyết toán thuế. Và trên file hóa đơn được đọc từ trình duyệt cũng thể hiện đầy đủ tất cả các cái thông tin của đơn vị và cũng thể hiện chữ ký số đầy đủ, ngày tháng lập và ngày tháng ký. Tương tự đối với các hóa đơn mà có đuôi XML thì chúng ta cũng sẽ thao tác làm tương tự như tôi vừa hướng dẫn. Thì các bạn sẽ đọc được nội dung của hóa đơn. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube cũng như là follow kênh Kế Toán Việt Hưng của Kế Toán Việt Hưng để theo dõi những video hay và bổ ích phục vụ cho công việc kế toán.